thực hư thông tin tìm thấy Diễm My ở mật thất của tỉnh Thất Bồng Lai. Mạng xã hội lan truyền thông tin đã tìm thấy Võ Thị Diễm My sinh năm 1999 tại mật thất tại tỉnh Thất Bồng Lai. Được biết thông tin bắt nguồn từ live stream của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ Diễm My và ông Võ Văn Thắng, bố Diễm My cùng một số nhân vật khác vào tối ngày 6 tháng 1. Khi đang trò chuyện, mẹ Diễm My nhận được tin báo đã tìm thấy con gái. Ngay lập tức bà đã cùng chồng đứng lên để đi nhận con. Tuy nhiên sáng ngày 7 tháng 1, ông Thắng cho biết thông tin tìm thấy Diễm My là sai sự thật. Chúng tôi đang tiếp tục tìm con gái và đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, cha của Diễm My nói. Công an Long An cũng xác nhận thông tin tìm thấy Diễm My lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Lực lượng chức năng chưa nắm được thông tin cô gái này đang ở đâu. Qua khám xét tỉnh thất bồng lai, cảnh sát không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My. Vào năm 2019, cô gái Diễm My từng đến tỉnh thất Bồng Lai xin tu tập nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc cho con tu hành tại đây dẫn tới việc Diễm My bỏ trốn. Bà Tuyết Mai từng chia sẻ trong suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng nhận lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên sau buổi làm việc với cơ quan công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng sông và nằm dài ra ghế đá ở sân trụ sở công an đòi trả Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cũng đã lớn tiếng cho rằng công an đã giấu Diễm My.